Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của chúng tôi trên kênh Thảo Dược Cây Thuốc Nam của Lê Văn Lực. Và trong video của ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn ba loại rau càng ăn càng sống lâu, thần dược bổ gấp nhiều lần nhân sâm. Và quý vị thân mến, rau xanh tuy không thể thay thế cho thịt cá, nhưng lại là một loại thực phẩm tuyệt vời tốt cho sức khỏe. Các chuyên gia đông y được mệnh danh là rau trường thọ, là nữ hoàng chống ung thư rất bình thường và giản dị, nhưng lại không được nhiều người quan trọng. Ăn vào giúp sống thọ hơn, ngoài ra còn ngăn ngừa hình thành, đẩy lùi của một số chứng bệnh khác như là tim mạch, bệnh tiêu hóa, giảm sưng viêm và chống lão hóa. Đặc biệt, các loại rau này ở Việt Nam có rất nhiều, thậm chí còn mọc dại, không mất tiền mua nên đáng tiếc không được đòi hỏi tới. Nhưng những loại cây này sang tới Nhật Bản được giao bán với giá đắt đỏ gần 1 triệu đồng trên 1 kg. Và trong video của ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn ba loại rau rất thông dụng ở Việt Nam nhưng lại được săn đón hàng triệu đồng ở nước ngoài. Vậy thì đó là loại rau gì mà lại quý đối với người ta đến như vậy? Bây giờ chúng ta hãy cùng xem video ngay sau đây. Thứ nhất là cây rau khoai lang, nữ hoàng chống lại ung thư. Rau khoai lang là loại rau được mệnh danh là nữ hoàng chống ung thư. Trước đây thì nhiều người nghĩ rằng rau khoai lang chỉ là một loại sử dụng rau rẻ tiền, vốn chỉ dành cho nhà nghèo, không có giá trị dinh dưỡng nên không được nhiều người quan trọng. Tuy nhiên thì trong thời gian gần đây, người ta nhận ra rằng rau khoai lang có nhiều tác dụng đối với sức khỏe như là chống đột quỵ, tiểu đường, chống viêm khớp, phòng ngừa táo bón, là thần dược xóa bay ung thư. Lá khoai lang có hàm lượng dinh dưỡng tương đương với loại rau chân vịt. Axit acelic trong khoai lang ít hơn rau chân vịt nên là nguy cơ gây bệnh xoa thận ở rau khoai lang cũng rất ít. Ở một số nước như Nhật Bản, Ấn Độ, Hồng Kông, sử dụng rau khoai lang như một loại thực phẩm cao cấp, có mặt trong các nhà hàng sang trọng. Các nhà khoa học đã nghiên cứu ra rằng dinh dưỡng trong rau khoai lang tốt hơn rất nhiều so với củ khoai lang, như là vitamin B6 trong lá khoai lang cao gấp 3 lần so với củ khoai lang, vitamin C cao gấp 5 lần, polyphenol cao gấp 8 lần. Đây là những lý do cây rau khoai lang được mệnh danh là nữ hoàng chống ung thư, hay còn gọi là rau trường thọ. Và loại rau thứ hai là rau tầm bóp, loại rau trường thọ cho sức khỏe. Chắc hẳn ở các vùng quê, loại rau tầm bóp này khá quen thuộc bởi loại rau này được mọc hoang dại ở ngay trong vườn nhà, tường rào hoặc là ngay gần đồng ruộng. Thế nhưng ở một số nước lớn, người ta tôn sùng loại rau tầm bóp với công dụng là phòng chống ung thư và chữa bệnh tiểu đường rất tốt cho sức khỏe. Còn ở nước ta, nhiều người cho rằng đây là loại cỏ dại nên đã loại bỏ nó, không có tác dụng gì. Trên tác dụng của y học cổ truyền, người ta coi đây là loại cây thuốc nam quý mang lại rất nhiều lợi ích cho người sử dụng. Rau tầm bóp có vị hơi đắng, ăn loại rau này thường xuyên giúp tán sỏi, thanh nhiệt, thông đàm, lợi tiểu. Tại một số nơi ở Việt Nam, người ta sử dụng rau tầm bóp để ăn hàng ngày, tuy nhiên họ vẫn không biết tác dụng thực sự của cây rau tầm bóp. Theo nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học ở Mỹ, rau tầm bóp có chứa chất chống ung thư và khả năng kháng viêm tiêu diệt các siêu vi khuẩn trong cơ thể cực kỳ mạnh mẽ. Cây rau tầm bóp có những cái lợi ích cho sức khỏe như sau. Thứ nhất là rau tầm bóp hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Theo đông y, rau tầm bóp có vị đắng, tính mát, giúp thanh nhiệt, lợi tiểu, ổn định đường huyết. Vị chua của tầm bóp giúp hạn chế bệnh tiểu đường và ngăn ngừa các biến chứng như là mờ mắt, teo chân tay, viêm loét. Dùng 30g rau tầm bóp tươi nấu với một quả tim lợn, nấu với một ít tiêu sa, ăn 2 lần mỗi tuần để tăng cường sức khỏe, hỗ trợ điều trị đái tháo đường, ổn định đường huyết. Thứ hai là rau tầm bóp bảo vệ chức năng gan. Theo một nghiên cứu tại Viện Khảo sát về Hợp chất Thiên nhiên thuộc Đại học Đài Loan cho thấy thì cây tầm bóp chứa nhiều hoạt tính, đặc biệt chống lại bệnh ung thư gan. Người ta chiết xuất các hoạt chất cây tầm bóp và cho tiếp xúc trực tiếp với tế bào ung thư gan. Kết quả ghi nhận được tế bào ung thư gan đã bị suy yếu và tự phân hủy. Điều này cho thấy việc tiêu thụ rau tầm bóp sẽ ức chế sự phát triển của các khối u ác tính ở gan và ung thư gan. Ngày xưa, ông bà ta thường uống nước rau tầm bóp để giúp mát gan, thanh nhiệt cơ thể, và loại thức uống này giúp gan đào thải độc tố ra khỏi cơ thể, hạn chế tình trạng suy gan. Và tác dụng thứ ba của cây rau tầm bóp là rau tầm bóp phòng chống ung thư. Có một điều mà ít ai ngờ tới là rau tầm bóp có thể phòng chống bệnh ung thư. Theo nghiên cứu năm 2001 của trường đại học Harvard Hoa Kỳ cho thấy, hoạt chất navoloid chiết xuất từ lá rau tầm bóp
có tác dụng tiêu diệt các tế bào ung thư từ từ. Ngoài ra, các nghiên cứu khác cũng cho thấy rằng các hoạt tính trong rau tầm bóp còn có tác dụng tiêu diệt một số loại ký sinh trùng trong cơ thể, từ đó điều hòa lại hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng trong cơ thể. Và thứ tư là rau tầm bóp chữa ho, tiêu đàm, bổ phổi. Cây tầm bóp có tác dụng chữa ho, giải cảm với cách làm đơn giản như sau. Sử dụng 100g rau tầm bóp cho vào nồi, đun âm ỉ trong vòng 1 tiếng, sau đó là chắt lên nước uống. Thực hiện từ 3 đến 5 ngày liên tục, các triệu chứng ho, khò khè, khó thở được loại bỏ hoàn toàn. Và loại cây thứ ba được gọi là thực phẩm vàng, nữa đấy là cây rau đay, thực phẩm vàng đối với sức khỏe. Cây rau đay không chỉ là loại thực phẩm giá rẻ, dễ mua, cây còn là dưỡng chất quý báu có lợi cho sức khỏe của con người. Từ lá đến hạt có thể là trị được bách bệnh, đó còn là vị thuốc quý trong đông y. Theo sách Nam Dược Thần Hiệu, cây rau đay có tính bình, vị cay, giúp nhuận tràng, thông kinh, giá nhiệt. Rau đay thường được dùng cho người bệnh suy nhược cơ thể, táo bón, kít lị, ho đàm, an thần, trợ tim, lợi tiểu và lợi sữa cho phụ nữ sau sinh. Trong y học cổ truyền, rau đay được sử dụng như vị thuốc an thai và cực kỳ lợi sữa, giúp sữa về nhiều hơn và nhanh hơn. Trong y học hiện đại, rau đay là loại rau tương đối giàu dinh dưỡng. Theo nghiên cứu, trong rau đay có chứa canxi, phosphor, sắt, kali, axit oxalic, vitamin B1, B2, C, A và E. Với những chất dinh dưỡng như vậy, rau đay rất tốt cho trẻ em, bà mẹ mang thai, phụ nữ sau sinh. Các mẹ nên thêm rau đay vào các bữa ăn cho trẻ bên cạnh các loại rau củ thông thường. Khi nấu, mẹ chỉ nên dùng phần lá, bỏ cuống lá đi. Vâng, quý vị thân mến, như vậy trên đây là ba loại rau có thể nói là càng ăn càng sống lâu, là một loại thực phẩm vàng thần dược bổ gấp nhiều lần nhân sâm mà ở Việt Nam thường không đói hoài tới. Mong rằng với những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ ở đây sẽ giúp cho các bạn có được một cách nhìn nhận tốt hơn về ba loại rau này và sử dụng nó thường xuyên trong các bữa ăn hàng ngày để bảo vệ và kéo dài sức khỏe của chúng ta. Và video này chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi video của chúng tôi. Nếu như có bất kỳ băn khoăn thắc mắc thì quý vị hãy để lại câu hỏi dưới phần bình luận của video và chúng tôi sẽ phản hồi lại với các bạn trong thời gian sớm nhất. Và nếu như quý vị là những người mà lần đầu tiên biết đến kênh Thảo Dược Cây Thuốc Nam hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Cuối cùng xin được chúc quý vị có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của chúng tôi. Viên uống nhân sâm CND Kim Chen là tinh túy của trời đất thiên nhiên vùng đất Ontario, Canada. Tác dụng: chống lão hóa, chống stress, chống mệt mỏi, chấn tĩnh đại não, hưng phấn trung khu sinh mệnh, cải thiện thị lực và thính giác, cải thiện trí nhớ, tăng sức chịu đựng, cải thiện sức khỏe tim mạch, ức chế cục máu đông, cải thiện lưu thông máu, chống thiếu máu cơ tim, chống oxy hóa cơ tim, gia tăng lực cơ bóp tim, chống rối loạn nhịp tim, gia tăng sức khỏe sinh sản, chống rối loạn cương dương, giảm thiểu các triệu chứng mãn kinh, bình thường hóa hệ thống nội tiết, tăng sức đề kháng, cải thiện hệ tiêu hóa, kiểm soát lượng đường trong máu, chống nhiễm khuẩn, ngăn ngừa cảm lạnh, cảm cúm, đặc biệt có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Viên nhân sâm CND Ginseng Gold, đây là loại nhân sâm có chất lượng đứng hàng đầu thế giới. Hàng thật chính hãng 100%, cam kết và đảm bảo về nguồn gốc. Đặc biệt, chương trình ưu đãi mua 4 tặng 1 dành cho 50 người duy nhất trong ngày hôm nay. Hãy gọi vào số điện thoại 0336122868 hoặc truy cập link dưới phần mô tả của video để được tư vấn miễn phí.